Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 107 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, đây là lần đầu tiên Diệp Húc cùng với cự đầu Pháp Tướng Kỳ giao thủ với nhau. Đại Vu tu luyện tới tam tướng cảnh Pháp Tướng Kỳ, lấy nguyên thần làm chủ, ngưng kết thành pháp thành một điểm tại mi tâm cùng chân thân, mà pháp lực Đại Vu thì xây dựng nguyên thần thành thân hình khổng lồ đỉnh tiên lập địa. Chân thân pháp tướng một kích đánh xuống có thể cắt núi xẻ biển, vĩ lực vô song, chính là thủ đoạn mạnh nhất của cự đầu Pháp Tướng Kỳ. Hơn nữa, mỗi một cường giả tu luyện tới Pháp Tướng Kỳ, nguyên thần đã đi qua 9 đại sát khí rèn luyện tẩy lễ, tu vi trở nên không tầm thường, thực lực mạnh viễn siêu hơn người cùng thế hệ. Gì là thiên địa tháp chấn? Diệp Húc quát lớn liên tục, một tòa bảo tháp 9 tầng bay ra, xoay quanh đỉnh đầu của hắn, bung xuống từng đạo hào quang tràn vào trong nhục thể, làm cho nguyên thần cùng nhục thể của hắn chặt chẽ như một, thậm chí thể nội cũng sao động. Đôi thiên thập nhị đồng nhân dung nhập với sát thần đại trận, chống lại Hạ Cảnh Nhiên. Cùng lúc đấy, chín khẩu đại đỉnh của hắn không ngừng rút ra khí trong năm đỉnh của Hạ Cảnh Nhiên, tốc độ càng lúc lại càng nhanh hơn. Uy lực kiều đỉnh chấn thần châu của Hạ Cảnh Nhiên uy lực càng ngày càng nhỏ. Sao? Kiều đỉnh bảo tháp đô thiên thần sát, người chính là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo ư? Pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Nhiên ùng ùng giống lớn, hướng Diệp Húc trợn mắt mà nhìn. Ông hôm nay trong đỉnh của ngươi, ta đâu chỉ muốn tôn phệ kiều đỉnh, thậm chí ngay cả pháp tướng chân thân của ngươi ta cũng muốn luyện hóa kìa. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn. Không qua bao lâu, Diệp Húc cùng pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Nhiên liền trao đổi với nhau mấy chục lần công kích. Hiện tại hắn mới biết chỗ cường đại của cự đầu Pháp Tướng Kỳ. Cự đầu Pháp Tướng Kỳ mỗi một lần công kích tích chứa sức mạnh so với đô thiên thập nhị thần sát đại trận của hắn còn phải lớn hơn gấp mấy lần. Vu sĩ có thể tu luyện tới đại vu tam tướng cảnh, tư chất sẽ không quá kém, thấp nhất sẽ được truyền thừa là Ngọc Lâu hoặc Bảo Tháp 7 tầng, thiên tư kinh người, thực lực cũng đồng dạng là cực kỳ mạnh. Mà Hạ Cảnh Nhiên thực lực là cực kỳ mạnh mẽ, pháp tướng chân nhân của hắn chính là từng tôn kiều đỉnh thật nhỏ tạo dựng mà thành, lực lượng mạnh mẽ còn thắng trên cả cự đầu Pháp Tướng Kỳ thông thường rất nhiều. Diệp Húc lấy tu vi dương thần cửu phẩm vượt cấp khiêu chiến với Hạ Cảnh Nhiên, trong mắt người khác nhìn chính là một chuyện nghịch thiên. Mặc dù có dị bảo dạng như đô thiên thập nhị đồng nhân cùng Di La Thiên Địa Tháp, cũng căn bản không có khả năng chiến thắng cự đầu như hắn. Bất quá, Diệp Húc còn có một con át chủ bài không có lộ ra, đó chính là Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Lấy uy lực cấm bảo không trọn vẹn này, muốn chu sát pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Nhiên dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn lại không có làm như vậy. Hắn còn cần mượn nhờ Hạ Cảnh Nhiên cho hắn áp lực, giúp mình đột phá, thay ngén nguyên thần thành tiểu đại vu. Lúc bấy giờ, vô số thần dương linh khí tràn vào trong nguyên thai, hóa thành thuần dương chân nguyên cuồn cuộn, khiến cho nguyên thai của hắn càng trở thêm mở rộng. Bên trong nguyên thai, nguyên thần Ngọc Thụ đang không ngừng rút ra chân nguyên, làm tăng trưởng lớn nhanh chóng. Tu vi của hắn dưới áp lực pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Nhiên đã tăng vọt tiến mạnh, tốc độ tu luyện so với lúc ở bên dưới Vô Vọng Thiên Bích nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ cảm thấy tích lũy của chính mình càng ngày càng hùng hậu, tùy thời nguyên thần có thể phá thai mà ra thành tiểu đại vu. Hạ Cảnh Nhiên cười ha hả, bày ra đại thủ hướng Diệp Húc mà chụp tới. Ánh mắt của hắn sắc bén, sớm đã nhìn ra Diệp Húc mặc dù có thể cùng hắn ngạnh kháng thời gian dài như vậy, dựa vào chính là tòa bảo tháp này, không khỏi rất là nóng mắt, dự định hủy đi tòa bảo tháp này, tiếp đó mới đem Diệp Húc thong dong mà đánh giết. Bảo tháp lắc lư, đại thủ của Hạ Cảnh Nhiên bắt lấy bảo tháp, trong lúc nhất thời vậy mà không thể đưa nó phá được. Diệp Húc trong tay liệt nhật dâng lên một đạo dương thiên thần vương diệt kiếp ấn đánh ra.
Hạ Cảnh Nhiên không thể không buông tha tòa bảo tháp này, lật tay rơi xuống. Hai người cứng đối cứng, Hạ Cảnh Nhiên chân thân lắc lư, lập tức đại thủ lần nữa phủ xuống. Sau lưng Diệp Húc, nguyên thai lớn như vậy đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. Ngọc Thụ điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong nguyên thai, hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tốc độ Ngọc Thụ hấp thu năng lượng bên trong nguyên thai viễn siêu hơn bình thường, đây chính là dấu hiệu nguyên thần sắp phá thai mà ra. Diệp Húc giận tím mặt, lúc này chính là thời kỳ mấu chốt, nguyên thần của hắn thuế biến, nếu như bị Hạ Cảnh Nhiên đánh vỡ nguyên thai, muốn tu luyện lại đến cảnh giới như bây giờ không biết phải mất bao nhiêu năm tháng, đến năm tháng nào mới luyện lại được. Chẳng lẽ người không biết kiều đỉnh của ngươi đã bị ta luyện hóa rồi sao? Người đã muốn chết như vậy, hôm nay ta liền dùng kiều đỉnh của ta đưa ngươi luyện hóa, biến thành một bức tranh an bài trong đỉnh của ta vậy. Kiều đỉnh chấn thần châu, chấn. Cạch cạch cạch. Pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Nhiên điên cuồng nện gõ lên lắp đỉnh, đánh cái cự đỉnh này nhảy lên không ngừng. Ngươi còn muốn vùng vẫy sao? Ta dùng vu bảo của Hạ gia tới luyện hóa ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy chết cũng không nuối tiếc mới phải. Diệp Phúc ánh mắt xâm nhiêm thôi động đại đỉnh, cùng lúc đấy Di La Thiên Địa Tháp phóng lên trời rơi vào trong đỉnh. Hai đại vu bảo hợp lực, tiếng động trong đỉnh dần dần bình ổn trở lại, cuối cùng kiều đỉnh hợp nhất, pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Nhiên không cách nào động được đến hắn. Kiều đỉnh của bản thân hắn được rèn luyện có phẩm giai cực cao, lần này đem kiều đỉnh của Hạ Cảnh Nhiên thôn phệ không còn một mống. Chín khẩu đại đỉnh này uy lực mạnh, cơ hồ toàn bộ đạt đến phẩm giai của ba pha chi bảo. Huống chi hắn đã phải tân tân khổ khổ luyện chế mà thành, thôi động cực kỳ thuận tay, thuận buồm xuôi gió. Rồi lại cộng thêm uy lực của Di La Thiên Địa Tháp, cuối cùng nhất cử đem pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Nhiên mà đối kháng. Diệp Thiếu Bảo, lão phu chính là cường giả pháp tướng kỳ, so với người cao hơn 30 tiểu cảnh giới, người căn bản mơ tưởng mà luyện hóa được ta. Hạ Cảnh Nhiên vẫn như cũ kiệt nga bất tuần, dãy dụa không ngừng. Diệp Húc lạnh rên lên một tiếng, thân thể chấn động, đôi thiên thập nhị đồng nhân từ trong cơ thể hắn bay ra, nhao nhao rơi vào trong đỉnh, quay chung quanh pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Nhiên một vòng. Đại trận thôi động hướng hắn quấn giết tới. Coi như ngươi có là một cục sắt, hôm nay ta cũng phải đem ngươi luyện thành cặn bã mới thôi. Hạ Cảnh Nhiên, ngươi cùng ta đối nghịch, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Mà vào lúc này, Hiên Viên Vô Khuyết cùng Hạ Đông Dương chiến đấu lại càng kinh thiên động địa, càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người. Hiên Viên Vô Khuyết cùng Hạ Đông Dương tranh đấu cho tới bây giờ, đủ loại vô pháp vô bảo tầng tầng lớp lớp, thậm chí triệu hoán ra hư ảnh cấm bảo. Hạ gia kiều đỉnh, Hiên Viên gia ứng long, xe chỉ nam, Hiên Viên kiếm, đủ loại cấm bảo hư ảnh trong hư không động giảng oanh kích, quả thực là mãn nhãn so với Diệp Húc cùng Hạ Cảnh Nhiên chiến đấu càng mãnh liệt hơn. Hai người bọn họ mặc dù chỉ là tu vi tam thần cảnh hóa thần kỳ, nhưng thực lực lại cực kỳ xuất chúng, thậm chí có thể cùng một số cường giả tam tướng kỳ pháp tướng kỳ sánh ngang. Triệu hoán hư ảnh cấm bảo giống như chuyện thường ngày, làm cho tuyệt đại đa số tam thần cảnh đại vu xấu hổ không thôi. Trước người Hạ Đông Dương đột nhiên hiện ra một lá ngọc hoàng phiến dài khoảng nửa thước, tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Ngọc hoàng phiến bên trên vẽ một dị chủng cự thú, chính là chân thân của bá hạ Long Thủ Quy Thân. Chiếc phiến này vừa mới xuất hiện, lập tức đem phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí, linh khí hết thảy dẫn dắt cuồn cuộn như nước thủy triều tràn vào trong ngọc hoàng phiến. Chỉ thấy bên trong hoành đạn sơn mạch, từng đạo linh khí ngủ đông ở dưới các dãy núi nhao nhao bị hút phá núi mà ra, rồi lại nhao nhao tràn vào trong ngọc hoàng lâu, ngọc hoàng phiến. Gào! Bên trong ngọc hoàng phiến truyền đến tiếng long ngâm. Bên trên ngọc hoàng phiến đột nhiên xuất hiện một đầu bá hạ Long Thủ Quy Thân, giống như là viễn cổ cự thú đi ra vậy, vô cùng bá đạo, tản mắt ra khí tức, đem hư ảnh tam đại cấm bảo của Hiên Viên gia, hiện do Hiên Viên Vô Khuyết triệu hoán, là hư ảnh xe chỉ nam, ứng long, Hiên Viên kiếm hết thảy đập vụn. Thậm chí cơ hồ tất cả vũ bảo của các cường giả đang quan chiến ở đây hết thảy đều không tự chủ được mà tế lên, ép bọn hắn không thể không lùi lại. Hiên Viên Vô Khuyết, đạo ngọc hoàng phiến này chính là bất diệt chi bảo, bảo vật do Khải Hoàng Thiên lưu lại. Ta tiến vào Khải Hoàng mộ, nhận được Khải Hoàng truyền thừa. Trong thế hệ lớp thanh niên, không ai là đối thủ của ta cả. Nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Hạ Đông Dương đem ngọc hoàng phiến tiến lên. Cái bất diệt chi bảo này tản mắt ra càng ngày càng kinh khủng hơn, rung động hơn. Lập tức liền thấy con rồng quy thân bá hạ kia liền áp sập hư không, hướng Hiên Viên Vô Khuyết mà táp tới. Mặt đại kỳ này vừa ra, lập tức kim qua thiết mã, âm vang vang dội, một cỗ sát phạt chi khí đến từ viễn cổ man hoang phóng lên trời,
phạm vi ngàn dặm. Vu bảo của tất cả mọi người gần như đồng thời chịu ảnh hưởng của mặt đại kỳ này. Không có ai tế lên mà không tự chủ được thoát thể bay ra, ong ong cộng hưởng. Tựa hồ như mặt đại kỳ này là chủ nhân chân chính của tất cả vu bảo vậy. Chỉ cần dính một tia sát phạt chi khí liền sẽ chịu ảnh hưởng của mặt đại kỳ này. Hạ Đông Dương, ta sẽ cho người nếm thử chủ kỳ binh của Hiên Viên gia ta. Hiên Viên Vô Khuyết cũng huy động đại kỳ cùng Hạ Đông Dương tế khởi Ngọc Hoàng Phiến va chạm, năng lượng kinh khủng bộc phát, liền thấy từng mảnh hư không bị chấn động đến mức sụp đổ. Đại kỳ cùng Bá Hạ Tao Ngộ, Long Ngâm, Thú Hống, từng mảnh dãy núi bị chấn đến mức đổ sụp băng liệt. Hai cái bất diệt chi bảo tranh phong, uy lực mạnh vượt xa khỏi thực lực vốn có của cả hai người với Hiên Viên Vô Khuyết cùng Hạ Đông Dương. So với cường giả tam tướng cảnh địa tướng kỳ còn kinh khủng hơn, một lần chấn động liền có thể chấn sát cự đầu pháp tướng kỳ. Sao, binh chủ kỳ sao? Lão quái vật của Hạ gia tu vi tam bất diệt cảnh thủ hộ Hạ Đông Dương cũng không nhận được nữa, từ trong hư không đi ra, nhìn về phía mặt đại kỳ ở giữa không trung kia, khuôn mặt không khỏi ngây dại. Người khác không biết binh chủ kỳ này, nhưng hắn thật sâu biết chỗ kinh khủng của mặt đại kỳ này. Binh chủ kỳ bên trên mặt vẽ chính là Si Thích Thần Vương. Si Thích Thần Vương là tổ tiên dòng dõi Cửu Lê, danh xưng binh chủ chiến thần, từng cùng Hiên Viên Thiên Đế đoạt thiên đế vị, chiến bại mà bỏ mình, thi thể hóa thành bách man quần. Si Thích Thần Vương tuy bại nhưng vinh, Hiên Viên Thiên Đế luyện chế 18 mặt binh chủ kỳ. Trên mặt đồ án chính là Si Thích Thần Vương, dùng để tưởng nhớ kỷ niệm kinh địch này. 18 mặt binh chủ kỳ, mỗi một kiện cũng là nhân hoàng chi bảo. 18 mặt binh chủ kỳ bố trí xuống đại trận chính là cấm bảo hoàn chỉnh. Bất quá, Hiên Viên gia binh chủ kỳ tại mấy vạn năm trước cũng đã sớm di thất. Nghe nói là bị một vị Hiên Viên gia gia chủ mang đến một nơi thần bí, kết quả lúc bấy giờ gặp phải kinh địch, vị gia chủ kia chết trận, tính cả binh chủ kỳ tất cả cùng một chỗ di thất. Binh chủ kỳ đã có mấy vạn năm chưa từng ra mặt, không nghĩ tới Hiên Viên Vô Khuyết lại có thể tìm được. Chẳng lẽ tiểu tử này người cũng như tên, cái gì cũng hoàn mỹ không khuyết điểm? Vị lão quái vật Hạ gia tam bất diệt cảnh kia lẩm bẩm nói. Thiên Bằng Đại Thánh cũng chấn kinh, thấp giọng lên tiếng. Binh chủ kỳ tổng cộng có 18 mặt, không biết Hiên Viên Vô Khuyết tìm đâu được đây. Mọi người cũng lâm vào suy tư. Một mặt binh chủ kỳ đã là nhân hoàng chi bảo, uy lực tuy mạnh, nhưng thế gian còn có vu bảo có thể khắc chế được. Nhưng nếu như Hiên Viên Vô Khuyết tìm được tất cả 18 mặt binh chủ kỳ, đó chính là cấm bảo hoàn chỉnh. Ngoại trừ cấm bảo ngang cấp cùng vu hoàng, không ai có thể ngăn cản được. Hiên Viên Vô Khuyết đem đại kỳ tiến lên. Bên trong Si Thích Thần Vương đột nhiên sống lại, từ đại kỳ mà đi ra, ảo ảnh cực lớn bao phủ thiên địa. Hắn giống như là một vị thần phục sinh tại man hoang vậy, hung uy kinh thiên động địa. Một đao vung qua, Bá Hạ liền gãy đôi. Đinh một tiếng, đầu Bá Hạ này bị đánh gãy, đột nhiên thu nhỏ lại, biến trở về thành nửa thước bên trong Ngọc Hoàng Phiến, rồi bay trở về cạnh Hạ Đông Dương, uy năng tổn hao nhiều. Hiên Viên Vô Khuyết chấn động đại kỳ hướng Hạ Đông Dương đánh tới. Binh chủ kỳ uy lực cường hoành vô song, một kỳ nơi tay, Hiên Viên Vô Khuyết có thể nói là ngang cảnh giới chính là vô địch. Đại kỳ áp sập hư không, vô tận chi khí sát phạt phóng lên trời hướng Hạ Đông Dương mà đè tới. Vô Khuyết công tử, dừng tay, chúng ta xin nhận thua. Vị lão quái vật Hạ gia tam bất diệt cảnh kia đột nhiên cao giọng nói. Hạ Đông Dương khuôn mặt buồn bã, vội vàng từ giữa sân bước ra. Hiên Viên Vô Khuyết mỉm cười, cũng không có truy kích. Hắn lòng dạ biết rõ, cho dù bây giờ truy sát Hạ Đông Dương cũng sẽ không có kết quả. Hiện tại cao tầng Hạ gia e rằng cũng đang chăm chú nhìn trận chiến này. Nếu như Hạ Đông Dương gặp nguy, Kiều Đỉnh sẽ liền lập tức phá vỡ hư không mà buông xuống. Hạ huynh đa tá. Hiên Viên Vô Khuyết mặt nở nụ cười, phong độ không giảm. Hắn cười nói, vù bảo không thiếu sót mới thắng được ngươi, thắng mà không võ. Hạ Đông Dương lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi, trong chớp mắt chính là ngàn dặm xa. Mà cũng trong lúc bấy giờ, là Diệp Thiếu Bảo. Bỗng có người nhìn trận chiến giữa Diệp Phúc và Hạ Cảnh Nhiên, ánh mắt lập tức ngây dại, nhận ra Diệp Thiếu Bảo, lẩm bẩm lên tiếng. Nguyên lai, người chính là Diệp Thiếu Bảo, người thật to gan. Thiên Bằng Đại Thánh lúc bấy giờ cười giận dữ một tiếng, khí thế đột nhiên phát ra, bầu trời lập tức hiện ra khí thế của hắn, hình thành dị tượng. Xuất hiện hư ảnh một đầu thiên bằng hoành không, bao phủ 300 dặm. Diệp Phúc trong lòng có chút hồi hộp, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cùng với Hạ Cảnh Nhiên khổ chiến một phen, giết đến thống khoái, khôi phục hình dáng cũ lúc nào không hay. Hắn chờ đem Hạ Cảnh Nhiên luyện hóa vào trong đỉnh,
lại quên đi thay đổi tướng mạo của mình. Người có thất thú, mã có thất đề, ngay cả ta cướp bóc đã quen, cũng có một ngày sai lầm như vậy. Diệp Phúc nhìn quanh, liền thấy ánh mắt tất cả mọi người đang nhìn mình mang theo địch ý. Không biết bao nhiêu người đối với hắn tràn ngập sát ý, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng lên tiếng. Chư vị, các người đây là muốn chết sao? Diệp Phúc cười nói. Bên trên bầu trời hoành đoạn sơn mạch, mây đen dày đặc, mới vừa rồi còn là trời trong mây xanh, trong chớp mắt bầu trời liền tối sầm xuống. Đây là do không biết bao nhiêu đại phu cực kỳ tức giận, khí thế phát ra làm thiên tượng thay đổi. Mây đen thậm chí lan tràn đến Mục Vương Thành ép xuống, tự hồ như muốn một kích phá hủy đi ngôi thành cổ lão được truyền đời từ xưa đến nay này. Diệp Phúc lẻ loi một mình đứng tại bên trên bầu trời hoành đoạn sơn mạch, nhìn bốn phía liền thấy từng đạo tinh khí thô to tại thể nội các cường giả vu đạo phát ra oanh kích hư không, đủ loại nguyên thần ở giữa không trung rong ruổi. Còn có một người như trang cổ đạo thiên bằng đại thánh tu vi thâm hậu, sau lưng đủ loại dị tượng nổi lên phù thiên cái địa. Nhất là lão quái vật tam bất triệt cảnh hạ gia kia, khuôn mặt lại càng nặng nề, tựa hồ như sắp bùng phát. Diệp Húc lúc tại Mộc Phương Thành, trước mặt mọi người một cái bạt tay đem một lão giả hạ gia đập bay, lại một chiêu đem một người khác đánh chết. Bây giờ lại ở ngay trước mặt hắn xử lý danh túc Hạ Cảnh Niên hạ gia. Vị lão quái vật này vốn cho rằng lấy tu vi của Diệp Húc, ắt hẳn sớm đã bị Hạ Cảnh Niên áp chết diệt sát, lại không nghĩ rằng liền cả hắn cũng chết ở trong tay của Diệp Húc. Cho dù không xảy ra chuyện của Hạ Cảnh Niên này, hạ gia cũng nắm chắc phần thắng đối với Diệp Húc. Nghệ Hoàng kim tiễn rơi vào trong tay tiểu tử này, vô luận như thế nào đều phải lấy được kim tiễn giải cứu bá hạ lão tổ. Chỉ có giải cứu lão nhân gia ngài, đại hạ hoàng triều mới có thể khôi phục vinh quang thịnh thế của ngày xưa. Mặt khác, đem tất cả thánh địa, tất cả thế gia, tất cả triều đình, hết thảy dám ở dưới bàn chân. Khí thế của hắn xông phá vân tiêu, phía sau lưng hắn hư không đột nhiên nứt ra, Trung Châu hạ gia xuất hiện tại bên trong vết sách không gian thật lớn này. Một tòa đại đỉnh vô cùng to lớn từ trong hư không gạt ra, liền thấy trong một góc đỉnh không gian vô tận bao la, đại lục trôi nổi. Đây chính là thiên đỉnh bên trong kiều đỉnh của hạ gia. Hạ gia vô số cường giả đều đang chăm chú một trận chiến của Hạ Đông Dương cùng Hiên Viên Vô Khuyết. Rất nhiều cao thủ tề tâm hợp lực đem ba ngụp đỉnh thiên địa dương mà thôi động, chèn phá hư không, trực tiếp buông xuống bầu trời hoành đoạn sơn mạch. Ba ngụm đại đỉnh thiên địa dương mặc dù không phải là cấm bảo, nhưng cũng là nhân hoàng chi bảo. Luận uy lực trong lớp cấm bảo, thế gian cơ hồ không có vũ bảo nào có thể cùng ba ngụm đại đỉnh này mà chống lại. Ba ngụm đại đỉnh từ trong hư không phát ra thể tích càng lúc càng lớn, một cỗ uy áp trầm trọng phát ra bốn phía, đè xuống một phương quần sơn ầm ầm phá diệt phai mờ. Ba tòa đại đỉnh tể xuất, hạ gia triệu hoán ba tòa đại đỉnh chân thân buông xuống vì đối phó với một tên Diệp Thiếu Bảo, đáng giá hay sao? Hạ gia bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, một hơi vận dụng ba kiện nhân hoàng chi bảo, chỉ sợ vạn năm qua hạ gia cũng là một thủ bút lớn nhất rồi. Trong hơn 10 vạn năm qua, những thánh địa thế gia chỉ có thể ở dưới áp lực của kiều đỉnh mà kéo dài hơi tàn. Nếu như không phải Nghệ Hoàng đột nhiên xuất hiện đánh cắp thiên địa dương tam đỉnh, chỉ sợ đại hạ hoàng triều cho đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại. Hiện tại hạ gia xuất động thiên địa dương tam đỉnh, mặc dù chỉ là hàng nhái, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được hạ gia đối với Diệp Húc coi trọng là trình độ bậc nào. Hỏng bét rồi, hạ gia thiên địa dương tam đỉnh vừa xuất hiện, ngay cả ta tu vi cũng bị đóng băng rồi. Đột nhiên một người lớn tiếng kêu thảm từ trên cao ngã xuống. Cũng may Vu Sĩ nhục thân cường hãn, người này không có bị ngã chết, thế nhưng cũng là một phen chật vật đến không chịu nổi. Phanh phanh phanh. Tiếp đến là các Vu Sĩ khác cũng từ trên bầu trời mà rơi xuống. Thiên địa dương ba tòa đại đỉnh thể tích càng lúc càng lớn, chư thiên không biết bao nhiêu người tu vi bị áp chế, cho dù là đại vu tam thần cảnh cũng bị ba ngụm đỉnh này khắc chế từ trên cao rơi xuống dưới. Thậm chí còn có mấy vị ẩn núp trong hư không là cường giả tam tướng cảnh cũng bị ép cho từ không hư không hiện ra ngoài, nhìn về phía ba đỉnh của hạ gia, ánh mắt kinh nghi bất định. Thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia vừa xuất hiện liền ra cố mảnh không gian này, làm cho hư không biến thành vô cùng kiên cố, chính là vì lo lắng Diệp Húc đánh vỡ hư không mà đào thoát. Tại đương trường chỉ có hơn 10 người còn có thể chống cự áp lực của ba kiện nhân hoàng chi bảo này. Hiên Viên Vô Khuyết bạch y tung bay, sau lưng hiện ra hư ảnh ứng long quay chung quanh hắn bảo hộ hắn ở giữa. Mà Lý Tông Sơn sau lưng hiện ra một tòa thần miếu, bên trong miếu truyền đến tiếng tụng kinh thần bí. Đạo trời,
tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà ích có thừa. Ngôi miếu này rõ ràng cũng là một món vu bảo, uy lực cực kỳ mạnh, tuy không bằng binh chủ kỳ hay ngọc hoàng phiến các loại bảo vật, thế nhưng cũng là một kiện ba pha chi bảo. Lý Tông Sơn thân là nhân vật kiệt xuất nhất trong Thiên Đạo Tông, bên trong chính đạo danh tiếng cũng cực kỳ cao, trên cả đám người dư nhân kiệt của Thiên Nhân Tông, há có thể không có trọng bảo hộ thân cho được. Thiên Bằng Đại Thánh sau lưng một đôi cánh xanh thẫm vung lên che trời phủ đất, khí thế của hắn bá đạo tuyệt luân. Vậy mà bằng sức một mình, không có sử dụng bất luận vu bảo gì, chống lại áp lực của Thiên Địa Dương Tam Đỉnh. Ba tòa đại đỉnh Thiên Địa Dương nhằm vào cũng không phải là bọn họ, mà là Diệp Húc. Ba tòa đại đỉnh phát ra đến trên người bọn họ không đủ một phần ngàn uy lực mà Diệp Húc phải chịu. Ông Diệp Húc đem Nghệ Hoàng Kim Tiễn tế lên, áp lực khổng lồ còn chưa tới bên cạnh của hắn liền bị cấm bảo không trọn vẹn này ép cho không còn. Nghệ Hoàng Kim Tiễn chính là cấm bảo không trọn vẹn luận phẩm giai, còn ở phía trên thiên đỉnh của Hạ gia. Ban đầu ở Bắc Hải Bí Cảnh, Nghệ Hoàng Hành Cung, Diệp Húc cùng Già La Minh Tôn liên thủ dùng cái kim tiễn này chống lại tất cả các cao thủ thánh địa, thậm chí đem thiên đỉnh Hạ gia mà xuyên thủng. Lần này chơi lớn rồi đây. Diệp Húc nụ cười trên mặt thu lại. Thiên Địa Dương Tam Đỉnh Hạ gia còn không có triệt để từ trong hư không xuất hiện, uy thế liền đã chấn áp chư thiên. Nếu như ba đỉnh này mà triệt để hiện thân, chỉ sợ hắn sẽ không có chút sinh cơ nào cả. Phía sau hắn đột nhiên dâng lên một cây cột buồm. Diệp Húc chân đạp cột buồm, dương buồm mà đi, tốc độ cực nhanh, nhoáng cái chính là trăm dặm. Thiên Địa Dương Tam Đỉnh Hạ gia thể tích quá lớn, muốn hoàn toàn từ trong hư không mà hiện ra ngoài còn cần một đoạn thời gian nữa. Chỉ cần có thể trong đoạn thời gian này đào thoát, đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Diệp Thiếu Báo, người giết sư đệ ta, làm nhục Yêu Tông thất thánh ta, hôm nay còn muốn đi hay sao? Coi như Hạ gia không có xuất thủ, người cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền tới, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Bằng Đại Thánh sau lưng cánh chim hoành không ngang trời, hai cánh chấn động lên đuổi kịp cột buồm của hắn. Oanh! Hiện tại phạm vi mấy ngàn dặm không gian đã bị Thiên Địa Dương Tam Đỉnh của Hạ gia gia cố, không gian vẫn như thành đồng vách sắt vậy, nhưng Thiên Bằng Đại Thánh một trưởng vỗ xuống liền có thể đem hư không chấn cho rung rinh, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ ra sao. Bên trong Yêu tộc chỉ có cường giả vũ lực bá đạo tuyệt luân mới có thể được xưng là đại thánh. Tuyệt đại các yêu tộc đại vu khác, cho dù tu vi có tinh diệu cũng chỉ có thể xưng là yêu thánh, mà Thiên Bằng Đại Thánh trong lớp đệ tử của Nguyên Thủy Yêu Tông là người duy nhất đạt được danh hiệu đại thánh này. Diệp Húc lạnh rên lên một tiếng, lật bàn tay một cái, một vòng Dương Thiên Thần Vương từ từ bay lên đón lấy Thiên Bằng Đại Thánh. Hai người trưởng lực âm ầm tương giao, chấn động đến mức không gian run run phải kịch liệt rung rẩy. Trưởng lực của Thiên Bằng Đại Thánh hùng hậu vô cùng, mà Diệp Húc Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn lại càng thêm bá đạo, tích chứa một Dương Thiên Thần Giới. Diệp Thiếu Báo, lưu lại cho ta, nhận lấy cái chết đi. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, một tay có long chi lực, với lực vô song. Một kích phía dưới, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ có thể sánh ngang với Chư Thiên Thần Vương công đức ấn của Diệp Húc. Lại nói, Côn Minh trong lớp thượng cổ dị thú, bản thân chính là thần lực vô tận, sau đó tu luyện thành yêu. Vu sĩ ngang cảnh giới, so sánh pháp lực và cảnh giới, không chỉ có gấp trăm ngàn lần. Mà Côn Minh sau đó thuế biến chính là Thiên Bằng. Thiên Bằng tốc độ thiên hạ vô song, chân nguyên hùng hậu, đồng dạng cũng là viễn siêu hơn người cùng thế hệ. Cho dù là Diệp Húc, tại trên trình độ hùng hậu chân nguyên, so sánh với Thiên Bằng Đại Thánh cũng kém xa tít tắp. Diệp Húc bị sức mạnh của Thiên Bằng Đại Thánh ép cho thân hình lui nhanh. Thiên Bằng Đại Thánh tu vi sâu, thực lực mạnh so với trong tưởng tượng của hắn còn cao hơn. Thiên Bằng Đại Thánh cực kỳ khó chơi, tới lui như gió, nhanh như điện thiểm lơ đình, một kích không trúng lập tức phiêu nhiên đi xa, sau đó lần nữa mà nhào tới. Oanh! Trong đỉnh truyền đến lực hút vô cùng kinh khủng, ma diệt hết thảy, thậm chí ngay cả từng ngọn đại sơn phía dưới cũng bị hút lên rơi vào trong đỉnh. Trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành cặn bã. Đại đỉnh gào thét hướng Thiên Bằng Đại Thánh đánh tới, dọc theo đường đi từng mảnh đại sơn bị cự đỉnh hút lên ma diệt vô cùng kinh khủng. Thậm chí ngay cả rất nhiều cao thủ Hạ gia đang khống chế Thiên Địa Dương Tam Đỉnh không khỏi không rơi xuống đất, cũng có không ít người bị cự đỉnh hút vào tại chỗ luyện hóa thành cặn bã. Thiên Bằng Phụ Thanh Sơn! Thiên Bằng Đại Thánh hừ một tiếng, đánh ra một quyền chấn động đất trời,
Đột nhiên, một cảnh tượng, một con đại bàng lớn lưng cõng những ngọn núi xanh tươi tốt xuất hiện, đánh tới cửu đỉnh hợp nhất chấn thần châu của Diệp Húc. Thân thể của hắn vô cùng mạnh, thậm chí có thể sánh với bảo vật tam tương, thực lực lại càng hùng mạnh hơn, bởi vậy không hề sợ cửu đỉnh chấn thần châu của Diệp Húc chút nào. Rắc một tiếng, Thiên Bàng đại thánh quát to, sắc mặt kịch biến. Thiên Bàng phụ thanh sơn của hắn vừa mới đụng được đại đỉnh của Diệp Húc thì vô số dãy núi bị chấn nát tung, năm ngón tay gần như gãy hết, không dám ham chiến nữa, vội vàng bứt ra, vỗ cánh bay đi. Diệp Húc triệu hồi đại đỉnh tế lên trên đỉnh đầu, cùng lúc đấy Di La Thiên Địa Tháp thoát thể bay ra, cùng cái đại đỉnh kia xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn, bay tới bay lui bảo vệ toàn thân. Sát khí trong mắt của hắn bắn ra bốn phía, hắn nén giận tiếp tục khống chế cột buồm bay tới hoành đạn sơn mạch. Thực lực của Thiên Bàng đại thánh thật sự là quá mạnh, nếu kéo dài sẽ khiến cho hắn càng thêm nguy hiểm mấy phần. Diệp huynh, cần gì phải vội như vậy? Trang Cổ Đạo mặc áo vải từ không trung đi tới, tốc độ lại không hề chậm chút nào. Đại Phạm Âm Lôi Tự phía sau hắn từng đợt phật âm, tiếng chuông du dương, tiếng cao tiếng thấp cực kỳ dễ nghe. Trang mỗ đến lần này để tiễn Diệp huynh một đoạn đường đấy. Trang Cổ Đạo mỉm cười giống như một vị Phật sống trên đời, hắn vươn tay một cái, một ngón tay từ từ điểm tới mi tâm của Diệp Húc. Như ta nghe thấy, bên trong Đại Phạm Âm Lôi Tự sau lưng của hắn truyền đến một tiếng Phật hiệu vang dội, bỗng thấy vô số ngón tay Phật Đà thò ra từ bên trong đó, đều điểm tới Diệp Húc. Chàng đại cố, ngươi cũng dám ngăn cản ta sao? Diệp Húc dừng lại, trong lòng cực kỳ giận dữ, vung Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn lên đánh xuống. Một ấn này khai thiên lập địa, không có địch thủ, bổ tới Trang Cổ Đạo. Vô số ngón tay Phật Đà bị bổ vỡ, trên tấm biển của Đại Phạm Âm Lôi Tự thậm chí còn xuất hiện một vết búa. Trang Cổ Đạo nghiêm nghị, Phật quang phát sáng quanh thân, một ngón tay từ từ chỉ tới, điểm lên trên Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn. Keng keng keng. Tiếng chuông Đại Phạm Âm Lôi Tự sau lưng của hắn vang lên, đầu ngón tay Trang Cổ Đạo chảy máu, nhưng cũng đã tiếp được một thức thần vương này của Diệp Húc. Trang Cổ Đạo khiếp sợ, thực lực của Diệp Húc mạnh còn trên cả những gì hắn ta đoán, không ngờ đánh một chiêu đã phá vỡ được Ngọc Phật chân thân. Trang huynh, ta tới giúp huynh đấy. Đạo Nguyên Giác hoành thân trẻ đường thoát của Diệp Húc. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một con sông Hoàng Tuyền lớn, mênh mông trăm dặm, cùng Trang Cổ Đạo đánh tới Diệp Húc. Diệp thiếu báo, ngươi mang đến không ít mầm họa cho Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, hôm nay ta phải quân pháp bất vị thân, giữ ngươi ở nơi đây, để hạ gia chu sát tiên hệ hoại sư môn như nhà ngươi. Hắn ta hiên ngang lẫm liệt, tức giận khiển trách Diệp Húc. Thứ Đạo Nguyên Giác tu luyện chính là một trong cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển, cũng đã có chút thành tựu. Diệp Húc nôn nóng trong lòng, nếu như thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia hoàn toàn thoát ra khỏi hư không thì hắn sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội tẩu thoát nào nữa. Hiện giờ hắn là đang tranh thủ thời gian, nhưng Trang Cổ Đạo và Đạo Nguyên Giác cũng không phải là hạng tầm thường, một chọi một hắn đương nhiên là không sợ, một chọi hai thì Diệp Húc cũng có đường bỏ mệnh, nhưng lúc này đây hắn không có nhiều thời gian để đấu với hai kẻ đó. Đặng sư đệ, Diệp sư thúc dù thế nào cũng là sư thúc của ngươi, ngươi lại nói lời này quả thật là quá bất kính rồi. Vinh Lâm bước tới, phía sau một tấm luân hồi thiên bàn dâng lên đón đỡ lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển của Đặng Nguyên Giác. Diệp Húc không khỏi thở phào một hơi, đột nhiên một tòa miếu cổ thần bí từ trên trời giáng xuống đánh mạnh tới hắn, chính là Lý Tông Sơn ra tay đánh hắn. Lại có một cái bảo bình treo ngược hút lấy Diệp Húc, định hút hắn vào trong bảo bình để mà luyện hóa. Trong chớp mắt có chừng hơn 10 vị cường giả của các đại thánh địa, các thế gia vây đánh Diệp Húc, định giết hắn ở nơi này. Những người này không ai là tầm thường cả, đều là những thiên tài hơn người của các đại thánh địa và thế gia, thậm chí có thể một mình chống lại áp lực của thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia. Mỗi một vị cũng không kém cường giả tam tướng cảnh pháp tướng kỳ. Bọn họ hoặc là người mang trọng bảo, hoặc là có thực lực cực kỳ mạnh, mỗi người cũng đều cực kỳ khó giải quyết. Diệp Húc đối mặt với sự bao vây tấn công của đám người đó, trong chớp mắt đã trúng mấy đòn nghiêm trọng. Dù hắn có được Di La Thiên Địa Tháp chấn áp thân thể, thế nhưng cũng bị thương không nhẹ, khóe miệng tràn máu tươi. Hắn tức giận tới cực điểm. Những kẻ này có một số là ân oán sư môn của hắn, có một số là ham muốn kho báu Tây Hoàng và vu bảo trên người của hắn, có một số thì không thù không oán với hắn, chỉ đơn giản là muốn chứng kiến thực lực của hắn ra sao, bởi vậy định mượn tay hạ gia diệt trừ cường địch tương lai là hắn. Những kẻ này đều muốn giữ hắn lại, chỉ có Hiên Viên Vô Khuyết áo trắng như tuyết đứng ở trên không trung không hề cử động. Ai dám cản ta, ta giết kẻ đó. Diệp Húc không che giấu sát khí trong lòng, gầm lên, một quyền đánh ra, đánh bay bảo bình trên cái đầu kia.
Riêng là thiên địa tháp và tòa miếu cổ thần bí kia va đụng vào nhau đều bay ngược trở lại. Hiện giờ thiên địa dương tam đỉnh bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong hư không hoàn toàn bay đến. Nếu như tam đỉnh cùng tới, hắn chắc chắn phải chết. Bởi vậy Diệp Húc bị ép không thể không buông tay đọ sức. Diệp Húc hoàn toàn buông khí thế ra, sau lưng một vầng mặt trời từ từ dâng lên, càng lúc càng lớn. Mặt trời cháy hừng hực, bên trong có một gốc ngọc thụ đứng sừng sững, xanh tươi tốt. Ong một tiếng, công đức kim luân sau đầu hắn dựng thẳng lên, bốn vòng kim luân ong ong quay xung quanh mặt trời. Giờ phút này Diệp Húc giống như một vị thần vương viễn cổ giáng đến thế gian vậy. Vù vù, một vòng mây tía dài đến 800 dặm, cơ xương canh cưỡi mây mà đến, tay nâng bảo bình giống như vị hoàng đế trốn nhân gian. Nhưng thấy mây tía như rồng bao quanh thân hắn, chín con tử long vòng trước vòng sau khiến hắn như được cửu long hộ giá. Diệp thiếu báo, không ngờ người vẫn ở luôn bên cạnh ta. Nếu sớm biết ngươi là tên mập mạp chết tiệt kia, ngươi đã sớm chết rồi, còn có thể sống được đến bây giờ hay sao? Vừa rồi có ít nhất hơn một luồng công kích đánh lên người Diệp Húc, thậm chí còn có tam tướng chi bảo lại bị Diệp Húc lấy thân thể chống chọi. Dưới tình huống như vậy mà hắn thậm chí còn có thể phản kích giết người. Mọi người tự biết loại bản lãnh này mình tuyệt đối là không thể làm được. Còn kẻ nào dám ngăn cản ta không? Diệp Húc đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, mọi người yên lặng không nói gì. Diệp Húc tế cột buồm lên, đang định rời đi, đột nhiên phạm âm vang lên, trang cổ đạo hoành thân che trước người hắn. Đại phạm âm lôi tự sau lưng lại càng thêm rõ ràng. Tâm Diệp Húc càng lúc càng trầm, hắn đơn độc chống hơn 10 vị cao thủ lại ra tay giết chết hai người, nhìn có vẻ oai phong đấy, nhưng kỳ thực đã cạn kiệt lực sinh mạng. Nhiều công kích đánh lên người hắn như vậy, dù hắn luyện chính là kiểu nguyện chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh và chư thiên thập đạo thì cũng không thể chống lại được. Giờ phút này hắn đã bị thương nặng, chẳng qua là nhìn từ bên ngoài thì không thấy mà thôi. Diệp huynh, chàng mỗ đã nói là phải đưa tiễn huynh một đoạn đường rồi. Trang cổ đạo đứng trước đại phạm âm lôi tự, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Diệp Húc không rời, mỉm cười nói, nếu người muốn chết. Diệp Húc cười ha hả, hào khí ngút trời. Hắn đi nhanh về phía trước, khí thế càng lúc càng cao, lực áp quần hùng, không hề nhìn ra hắn đã bị bất cứ thương thế nào cả. Khí thế của hắn vẫn ở trạng thái đỉnh cao, giống như một con dị thú viễn cổ chợt tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, mở mắt nhìn có hai luồng khí thế hung bạo tràn ra. Trang cổ đạo nghiêm nghị, Diệp Húc chắc chắn chính là kình địch hiếm có mà cuộc đời này hắn gặp phải. Vừa rồi hắn nghĩ Diệp Húc chỉ là nỏ mạnh hít đà, mà hiện giờ nhìn thấy Diệp Húc khí thế không hề suy giảm, đã khiến cho hắn ta không khỏi chần chừ, hoài nghi phán đoán của mình có chính xác hay không. Diệp Húc bước đi, khí thế buông ra giống như trời xanh sụp đổ đè tới Trang cổ đạo. Khí thế của hắn đã ngưng tụ tới cực điểm, vừa ra tay tất cả là long trời lở đất. Sắc mặt của Trang cổ đạo lại càng thêm ngưng trọng, miệng nhẹ nhàng cười nói, Diệp huynh, người dâu dếm được kẻ khác nhưng không thể gạt được Trang mỗ đâu. Hiện giờ người đã dầu hết đèn tắt, khí thế tuy mạnh nhưng thực tế cũng không thể chịu nổi một chiêu. Diệp Húc không nói lời nào, đột nhiên thét ra một tiếng như tiếng lôi đình đến từ 9 tầng trời, từng trận nối tiếp nhau, từng tiếng cao hơn tiếng trước. Chư thiên công đức gia trì thân ta, Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn. Tay Diệp Húc nắm khai thiên ấn, chân nguyên hóa thành một cái diều lớn, khai thiên lập địa bổ xuống Trang cổ đạo. Hắn áp chế thương thế của mình, ra sức thúc giục khí thế. Lần ra tay này có thể nói là long trời lở đất, thậm chí cả hư không bị giam cầm bởi thiên địa dương tam đỉnh của Hạ gia cũng gần như bị bổ ra. Có thể nhìn thấy mờ mờ bàn tay của Diệp Húc hóa thành một cái diều lớn, hư không nơi nó bổ xuống hiện ra một vết rách đen mỏng manh. Nếu thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước nữa, căn bản không cần cướp đường bỏ chạy, chỉ cần chém ra khỏi hư không là có thể thoải mái rời đi. Diệp thiếu báo, ngươi đừng tưởng rằng Trang mỗ sợ ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn kế thừa từ thời viễn cổ của đại phạm âm lôi tự ta. Cho tới lúc này Trang cổ đạo đã bình tĩnh trở lại, đối diện với Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc, khi thấy hắn ta dâng lên dữ dội, một luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể bắt đầu bốc lên. Luồng sức mạnh này cực kỳ thô bạo, kích thích cho cơ thể Trang cổ đạo nở ra từng khối, thân thể vươn cao lên, ngón tay hắn càng lúc càng nhỏ, từng sợi lông từ dưới da hắn mọc ra. Hốc mắt của hắn mở ra, hai mắt lõm xuống giống như một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trong chớp mắt, hắn đã từ một tăng nhân trẻ tuổi tuấn tú hóa thành một con bạo viên đầu đội trời, chân đạp đất. Diệp thiếu báo, đây là thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, đấu chiến thắng pháp, kế thừa đấu chiến thắng Phật từ giới cực lạc phương Tây thời viễn cổ. Trang đạo cổ trong hình dáng con bạo viên lông vàng há mồm rít gào, bàn tay to đầy lông chộp tới hư không. Ầm một tiếng, một cây kim bổng bị hắn bắt ra khỏi hư không.
Thanh kim bổng này vừa xuất hiện, lập tức một luồng khí thế hung ác đánh nát chư thiên phóng lên, làm cho người ta hết hồn. Kim bổng trong tay Trang Cổ Đạo tuy chỉ là ảo ảnh của một món cấm bảo, nhưng dù là ảo ảnh cũng thấy được uy lực của món cấm bảo đại phạm âm lôi tự rất hơn xa cấm bảo của các thánh địa khác, đạt tới trình độ tình trạng khủng bố cực kỳ. Thực lực của Trang Cổ Đạo sâu không lường được. Giờ phút này cuối cùng hắn cũng định thi triển thế võ toàn thân, giữ Diệp Húc ở lại, thậm chí là giết chết. Co một tiếng, kim bổng trong tay Trang Cổ Đạo và Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn của Diệp Húc va chạm vào nhau. Thực lực mà Trang Cổ Đạo bày ra so với đám người Hiên Viên Vô Khuyết, Hạ Đông Dương, Thiên Bằng Đại Thánh chỉ có hơn chứ không hề kém. Tuy nói đối chiến thắng pháp chính là pháp môn mà Phật Đà viễn cổ truyền xuống, nhưng môn công pháp này không hề có chút hơi thở từ bi của Phật gia nào cả, mà ngược lại hống hách bá đạo, khí thế hung hăng bao trùm lên tất cả các công pháp, đánh nát chư thiên như là công pháp của yêu tộc vậy. Từ đằng xa, Hiên Viên Vô Khuyết chớp đôi mắt. Diệp Húc và Trang Cổ Đạo chính là kỳ tài của hai đại thánh địa, Tân Tú Hậu Kỳ của chính ma lưỡng đạo. Trận chiến giữa hai người bọn họ tất có thể sánh ngang với trận chiến giữa mình và Hạ Đông Dương. Diệp Húc và Trang Cổ Đạo, một kẻ tay nắm Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn, giống như thần vương thống ngự thiên giới, cầm đại phủ khai thiên lập địa trong tay; một kẻ lại giống như một con bọ viên lông vàng, cầm kim bổng trong tay, tất phải đâm thủng cả đất trời này. Trận chiến giữa hai người đã đem chỗ bá đạo của sức mạnh bản thân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, không có vu bảo, chỉ có vu pháp và sức mạnh. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, Dương Đỉnh của Hạ gia cuối cùng cũng dẫn đầu đi tới Hạ gia Trung Châu vào trong hoành đoạn sơn mạch. Chỉ thấy cá đại đỉnh này tọa lạc giữa không trung, từng dòng thuần dương khí như dòng bay khỏi đỉnh, bay đi bốn phương tám hướng. Đám dòng khí này giống như một cái ô thật lớn bao lại toàn bộ hoành đoạn sơn mạch, ngay cả đám người Diệp Húc cũng bị bao lại bên trong. Trong chớp mắt, Dương Đỉnh của Hạ gia liền phong ấn mảng không gian này, biến Diệp Húc thành cá trong chậu, chim trong lồng. Dương Đỉnh như thiên, uy năng to lớn, có thể phong ấn phạm vi mấy ngàn dặm, đem lãnh thổ quốc gia mấy ngàn dặm này biến thành một cái thiết thùng giang sơn. Người ngoài không thể phá vỡ, người bên trong cũng không thể đi ra. Trang Cổ Đạo nhìn thấy Dương Đỉnh của Hạ gia phong ấn hoành đoạn sơn mạch, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhún lên nhảy ra sau, tản đi sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể. Chỉ thấy thân hình của hắn dần dần khôi phục lại, biến lại thành vị tăng nhân mi thanh mục tú trẻ tuổi kia. Hắn ta mỉm cười nói: "Thật đáng tiếc, Diệp huynh cùng Trang mỗ không thể chiến một trận công bằng với ngươi rồi." Hắn ta hơi than tiếc, lắc đầu thở dài: "Chỉ sợ đời này kiếp này Trang mỗ cũng không thể cùng Diệp huynh phân thắng bại." Những người khác nhìn thấy Dương Đỉnh của Hạ gia xuất hiện cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bọn họ ngăn cản Diệp Húc là định mượn tay Hạ gia diệt trừ cường địch là Diệp Húc kia. Hiện giờ Dương Đỉnh của Hạ gia đã hoàn toàn được triệu tập đến, Diệp Húc đã không còn đường để trốn, bọn họ đương nhiên là ngừng ra tay, vui vẻ nhìn Diệp Húc bị Hạ gia tiêu diệt. Lý Tông Sơn chớp mắt thầm nghĩ: "Hơn 10 người vây công mà hai kẻ còn bị Diệp Thiếu Bảo liên sát, kẻ này không hổ là cái danh lão ma đầu, ra tay tàn nhẫn đến cực điểm. Cũng may cuối cùng Diệp Thiếu Bảo cũng phải chết đi. Tên yêu nghiệt này đến nay còn không có hoàn toàn thoát thai hóa nguyên, nếu hắn tu luyện đến tam thần cảnh, chỉ sợ sẽ áp tất cả đại vu tam thần cảnh, không ai có thể là đối thủ của hắn ta." Thiên Bằng Đại Thánh chớp chớp đôi mắt thầm nghĩ: "Chẳng qua ta chỉ cần có tu vi hơn hắn, vượt qua hắn một bậc là có thể chấn áp hắn rồi. Lần này Diệp Thiếu Bảo có mọc cánh cũng khó mà chạy thoát được." Đặng Nguyên Giác và Vinh Lâm cũng ngừng giao thủ, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đỉnh Hạ gia đang chấn áp hư không kia, nhẹ nhàng thở ra, mỉm. Vinh Lâm chính là sắc mặt u ám, lạnh lùng nói: "Đặng Nguyên Giác, người giúp người ngoài đối phó với sư thúc bản môn chính là phản bội sư môn. Sau khi trở về, ta tất sẽ bẩm báo sư tôn, mời người xử trí." "Đại sư huynh, đệ đây không phải là phản bội sư môn, mà là giúp sư môn diệt trừ con sâu trong thánh tông ta." Đặng Nguyên Giác thản nhiên cười, mắt lộ ra sát khí, hạ giọng nói: "Hơn nữa, đại sư huynh còn có thể sống sót trở lại thánh tông hay không, vẫn là chưa rõ đâu." Dương Đỉnh Hạ gia xuất hiện, phong ấn hư không, hơn nữa hai cái thiên đỉnh và địa đỉnh khác cũng sắp xuất hiện, chú định kết cục của Diệp Húc. "Diệp Thiếu Bảo, hôm nay ngươi còn đường nào để đi nữa đây?" Bên trong Dương Đỉnh Hạ gia truyền tới một tiếng người vang dội: "Thiên Bằng Đại Thánh, Trang Cổ Đạo, Đặng Nguyên Giác, Lý Tông Sơn." Ánh mắt của Diệp Húc lạnh lùng đảo qua từng khuôn mặt của những kẻ vây công mình, nói ra từng cái tên bọn chúng, âm thanh lạnh lùng: "Thịnh tình của các vị, Diệp Mỗ khắc ghi trong tâm khảm, mối thù hôm nay ngày khác sẽ báo vậy." Âm một tiếng, Diệp Húc toàn lực tế Nghệ Hoàng Kim Tiễn,
chỉ thấy mũi tên này càng lúc càng lớn, từng luồng hơi thở cấm bảo phóng lên cao, ép cho mọi người không thể không lùi lại ra sau. Cấm bảo! Một kẻ kinh hồn bạt vía lẩm bẩm lên tiếng. Không, không đúng, là cấm bảo không hoàn chỉnh. Thiên Bằng đại thánh ánh mắt sắc sảo lướt qua một cái liền nhìn ra Nghệ Hoàng kim tiễn trong tay Diệp Húc cũng không phải là cấm bảo hoàn chỉnh, mà là một bộ phận của cấm bảo. Diệp thiếu báo, ngươi còn muốn trốn sao? Không dễ như thế đâu. Bên trong Dương đỉnh, từng bóng người phóng lên, trong đó có một vị lão giả, lão quái vật tam bất diệt cảnh. Đi theo sau là ba gã trùm sỏ tam dương cảnh, còn có hơn 20 tên đại vu tam thần cảnh. Những kẻ này sớm đã biết Diệp Húc mang theo Nghệ Hoàng kim tiễn, bởi vậy cũng không lập tức tiến lên đuổi giết Diệp Húc, mà là đồng loạt quát lớn tế Dương đỉnh lên. Lúc trước Hiên Viên Vô Khuyết tế binh chủ kỳ của Nhân Hoàng lên, uy thế đã khủng bố như thế, thậm chí quấy nhiễu những vua bảo khác, khiến cho chủ nhân của vua bảo cũng không thể khống chế được. Hiện giờ nhiều cường giả hạ gia cùng tế khởi một món Nhân Hoàng chi bảo, uy thế sẽ là khủng bố cỡ nào đây. Dương đỉnh phá không bay lên, gào thét đánh tới Diệp Húc, nghiền ép hư không, khiến hư không vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cái Dương đỉnh này ngay cả lão quái vật tam bất triệt cảnh đều có thể dễ dàng nghiền chết, đối phương không thể lại chống cự lại được. Hạ gia cũng không ngăn cản được ta. Tóc Diệp Húc tung bay, phía sau lưng hiện ra một cái nguyên thai rách tung tóe, một luồng sức mạnh tuôn trào vào trong Nghệ Hoàng kim tiễn. Chỉ thấy mũi tên này càng lúc càng lớn, đột nhiên một luồng tiễn khí bắn ra, bắn sập hư không. Vốn bị Dương đỉnh hạ gia chấn áp kia, xuất hiện một cửa động thật lớn. Diệp Húc thét một tiếng, dấn thân bay vào bên trong cửa động kia. Cùng lúc đấy, hư không đột nhiên vỡ ra, một đôi tay to xé rách hư không từ hạ gia Trung Châu giơ tới. Một bàn tay trong đó đuổi theo bóng dáng của Diệp Húc, sộc thẳng vào trong cửa động thật lớn kia, gần như nhất đầy cái động phạm vi vài dặm kia, dường như muốn lôi Diệp Húc ra khỏi động vậy. Là Nhân Hoàng của hạ gia ra tay. Hiên Viên Vô Khuyết lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa, sắc mặt kịch biến. Trang Cổ Đạo lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói: "Chả lẽ là gia chủ của hạ gia Trung Châu, cuối cùng cũng không chịu nổi mà ra tay với Diệp Húc rồi sao?" Diệp thiếu bảo thật giỏi, giấu giếm một món cấm bảo không hoàn chỉnh, vì để đánh vỡ sự liên hợp truy sát của thiên địa Dương Tam Đỉnh của hạ gia. Cũng không ngờ rằng là Nhân Hoàng của hạ gia đã ra tay, tự mình bắt hắn. Thiên Bằng đại thánh cũng khiếp sợ không hiểu, Nhân Hoàng chính là nhân vật đứng đầu của thánh địa, tu vi cao cường, thực lực hùng mạnh, có một không hai đương thời. Nhân vật như vậy tự mình ra tay đối phó với Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, cho dù Diệp Húc thật sự bị bắt, thanh danh của hắn tất sẽ lan truyền đi xa. Kỳ quái, thật kỳ quái mà, Nhân Hoàng hạ gia tôn quý cỡ nào, sao có thể vì cái chết của hai vị lão giả hạ gia mà tự mình ra tay đây? Có một kẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Không chỉ có Nhân Hoàng ra tay, hạ gia thậm chí còn dùng một lúc ba chiếc đại đỉnh, chỉ thiếu không động tới cấm bảo. Cho dù là Diệp Húc cũng thân mang kho báu Tây Hoàng, cũng không đáng làm như vậy. Chẳng lẽ có bí mật gì đó mà không thể cho ai biết được hay sao? Bỗng có người lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Chạy thoát ư? Bàn tay kia dò xét trong động, chộp tới Diệp Húc. Sau một lúc lâu không bắt được gì, chỉ nghe trong hư không vỡ ra, truyền đến tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy bàn tay này dùng sức nắm, chộp cả thiên đỉnh, địa đỉnh từ Trung Châu tới, dựng thẳng tay đánh hai cái, cho hai cái đại đỉnh này bay hết vào bên trong cửa động rách nát kia. Cho dù có tận 9 tầng trời hay dưới cùng hoàng tuyền, cũng phải bắt cho được tên tiểu tử khốn kiếp kia. Từ hạ gia Trung Châu truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm của một người đàn ông trung niên, giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, mở miệng lên tiếng. Ầm ầm. Dương đỉnh hạ gia đánh tới, ầm ầm nhảy vào trong cửa động. Chỉ thấy cái cửa động thật lớn kia khép lại, biến mất, không thấy đâu nữa. Thiên địa Dương Tam Đỉnh của hạ gia, tính cả ba lão quái vật tam bất triệt cảnh cùng vô số cường giả hạ gia, tất cả đều tiến vào trong cửa động rách nát kia, biến mất, không thấy đâu. Hai bàn tay của vị Nhân Hoàng hạ gia kia cũng lùi về hạ gia Trung Châu. Ba đỉnh của hạ gia biến mất, phong ấn bao phủ vùng đất này cũng biến mất. Những kẻ may mắn sống sót đều bay lên quan sát xung quanh, chỉ thấy một mảnh đất hoang tàn, vùng núi nguy nga lộng lẫy, hoành đạn sơn mạch. Dưới trận chiến giữa Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương, cùng trận chiến giữa Diệp Húc và Hạ Cảnh Nhiên và vô số cường giả khác, đã hoàn toàn bị san thành đất bằng. Hơn nữa, trận chiến giữa Diệp Húc và Hạ Cảnh Nhiên cùng với rất nhiều cường giả đã lan đến rất nhiều người, làm cho không biết bao nhiêu người chết thảm. Nhất là trận đại chiến giữa Diệp Húc và Thiên Bằng đại thánh, tế lên kiều đỉnh Chấn Thần Châu, đại đỉnh cắn nuốt luyện hóa gần trăm người, thậm chí rất nhiều đại vu tam thần cảnh cũng táng thân bên trong đại đỉnh của hắn,
bị luyện hóa thành tro bụi, nguyên thần đều trở thành chất dinh dưỡng cho Kiều Đỉnh. Như vậy rồi mà hắn vẫn còn chạy thoát được sao? Thiên Bằng Đại Thánh cao mày, thương thế trên tay của hắn đã khỏi hẳn, vốn tưởng rằng tam đỉnh của Hạ gia cùng xuất hiện, tất có thể giữ được Diệp Húc lại, thật không ngờ vẫn để cho Diệp Húc chạy mất. Trang Cổ Đạo thở dài một hơi, mỉm cười hạ giọng nói: hắn ta bị thương rất nặng, trốn không xa cũng sẽ bị Hạ gia đuổi kịp, nhất định chỉ còn đường chết thôi. Hạ gia điều động nhiều như vậy chỉ vì đối phó với Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cũng quá là khoa trương rồi. Hay là trên người Diệp Thiếu Bảo còn có bí mật nào khác đây? Có người thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng cửa động đã biến mất, cười nói: trên người Diệp Thiếu Bảo mỗi một món đồ đều không thể đánh giá được giá trị của nó đâu. Bảo tháp và kiều đỉnh của hắn đã không hề thua kém tam tương chỉ bảo. Trong Nam Thiên Môn hắn còn có kho báu Tây Hoàng, cây kim tiến kia lại là cấm bảo không hoàn chính. Huống chi trên người hắn còn có thứ mà cả Hạ gia đều coi trọng, nếu có thể chiếm đoạt đám bảo vật này làm của riêng thì không biết Diệp Thiếu Bảo đi chỗ nào rồi đây. Vừa rồi khi tiểu tử kia đánh vỡ hư không, ta như cảm nhận được một luồng ma khí âm u truyền đến từ trong cửa động vậy. Nói như vậy chắc là Diệp Thiếu Bảo đánh xuyên hư không đi tới hàng cổ ma vực rồi. Đột nhiên có một gã trùm sỏ tam tướng cảnh xé rách hư không lao vào trong đấy, đi tới hàng cổ ma vực truy tìm tung tích của Diệp Húc. Lúc này đây không còn thiên địa dương tam đỉnh của Hạ gia phong ấn, đừng nói là trùm sỏ tam tướng cảnh, thậm chí cả đại vu tam thần cảnh đều có thể phá vỡ hư không được. Lại càng thêm nhiều cửa động vỡ ra, có người dùng vu bảo phá vỡ hư không, có người lại dựa vào chính tu vi pháp lực của mình trực tiếp đánh vỡ hư không, tiến vào hàng cổ ma vực tìm kiếm tung tích Diệp Húc khắp nơi. Những người này cũng không dám tranh phong với thiên địa dương tam đỉnh của Hạ gia, nhưng cũng ôm một chút hy vọng, thì chính là tìm được Diệp Húc trước Hạ gia, giết hắn đoạt bảo. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, đây là đạo lý muôn đời không đổi, dù là đại vu đã tu luyện đến tam tương cảnh cũng không ngoại lệ. Nhất là giờ đây Diệp Húc lại bị thương nặng, thực lực cũng không khủng bố như trước đây nữa, lúc này chính là cơ hội trời ban cho. Sau một lúc lâu, trên bầu trời hoành đoạn sơn mạch đã trống trơn, chỉ còn lại vài người còn ở lại chỗ này, thậm chí đám người Thiên Bằng Đại Thánh, Trang Cổ Đạo, Lý Tông Sơn, Đặng Nguyên Sắc và Hầu Nhân Vực cũng đi hàng cổ ma vực. Vinh Lâm do dự một chút cũng không đi tới, mà lập tức trở về Hoàng Tuyển Ma Tông. Hắn thầm nghĩ, Diệp Sư Thúc bị nhiều cường giả của Hạ gia truy sát như vậy, hơn nữa hàng cổ ma vực cũng là nơi tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ Diệp Sư Thúc giữ nhiều lành ít, nếu muốn cứu mạng thúc ấy không phải sư tôn ra tay thì không thể được rồi. Vô Khuyết, ngươi không đi sao? Hiên Viên Vô Khuyết đứng giữa không trung, sau lưng của hắn truyền đến một giọng nói trầm thấp hỏi hắn. Hắn áo trắng như tuyết, ánh mắt ấm áp, một mình đứng giữa không trung, khí độ thật là phi phàm. Một trận chiến công bằng sao? Ngươi có nắm chắc là sẽ thắng được không? Giọng nói kia tiếp tục hỏi. Hiên Viên Vô Khuyết lắc đầu không nói. Đột nhiên hắn thoáng thấy đám người Tôn Trọng Thư run sợ tiến lên một chiếc thuyền lớn. Hắn khẽ động tâm niệm, lập tức lại lắc đầu, bỏ qua chuyện hỏi Tôn Trọng Thư có biết nhược điểm của Diệp Húc hay không, khẽ nói: Diệp huynh có thể cùng một bằng hữu cũng như là đối thủ như ngươi sống cùng một thời đại, thật làm người ta hưng phấn. Nếu ta biết trước nhược điểm của ngươi lại ra tay động thủ với ngươi, chẳng phải là tự nhận mình không bằng ngươi hay sao? Hắn lướt đi xa, biến mất vô ảnh vô tung. Ở nơi hắn vừa đi, giọng nói trong hư không kia thở dài một tiếng cũng biến mất. Tôn Trọng Thư đứng ở đầu thuyền, nhìn hoành đoạn sơn mạch đã bị tàn phá đến không chịu nổi, không còn bộ dáng trước kia nữa, hồi lâu không nói gì. Đột nhiên trong tâm hắn nảy sinh một cỗ hào hùng, nâng ngón tay chỉ hướng hoành đoạn sơn mạch, cười to nói: tương lai Tôn Trọng Thư ta cũng phải trở thành hào kiệt oai phong một cõi, giống như nhân vật như Diệp huynh, Hiên Viên Vô Khuyết vậy. Còn chưa dứt lời, đám người Kiều Quốc lão liền xông lên ấn hắn ngã xuống, rồi chân đá tay đấm, dùng hết sức lực mà đánh, hung tợn nói: Trọng Thư, ngậm cái miệng rộng của ngươi lại, ngươi còn ngại gây chuyện chứ đủ phiền hay sao? Sau khi trở về rồi chúng ta sẽ trừng phạt ngươi tiếp vậy. Tôn Trọng Thư bị bọn họ đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm trên bong tàu kêu xin tha: sư phụ, sư thúc à, con sai rồi, con sai rồi, đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà. Trong đầu hắn bỗng lại hiện ra hào khí và sự bá đạo của Diệp Húc khi đối mặt với ngàn vạn hào kiệt cùng với những lão quái vật Hạ gia Trung Châu. Trận chiến này cho hắn ta một luồng cảm xúc to lớn, khiến hắn thầm quyết định: chỉ có người đàn ông như vậy mới là đàn ông chân chính. Và một ngày nào đó trong tương lai, Diệp huynh ngươi sẽ nhìn thấy ta so với ngươi, so với bọn họ không hề thua kém chút nào. Ta muốn trở thành nhân vật tài năng cao nhất đương thời, thậm chí vấn đỉnh vô hoàng kìa.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.